Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin COVID-19 sáng ngày 7 tháng 3. Việt Nam ghi nhận hơn 142.000 ca COVID-19. Bắc Giang, Hòa Bình bổ sung thêm hơn 60.000 ca F0. Dịch bệnh leo thang, Hà Nội chục ngàn ca nhiễm mỗi ngày, y tế phường làm quần quật, sao nỡ trách họ. F0 đi làm trong thời gian cách ly, làm gì để không lây bệnh cho người khác. Thuốc trị COVID-19, mua nhà thuốc phải có đơn, nhưng chợ trời bao nhiêu cũng có. Và sau đây là phần nội dung chi tiết, xin mời quý vị và các bạn đón xem. Bản tin COVID-19 sáng ngày 7 tháng 3. Việt Nam ghi nhận hơn 142.000 ca COVID-19, Bắc Giang, Hòa Bình bổ sung thêm hơn 60.000 F0. Kính thưa quý vị, tính từ 16 giờ ngày 5 tháng 3 đến 16 giờ ngày 6 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 142.136 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 142.128 ca ghi nhận trong nước, tăng 10.348 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố, có 92.874 ca trong cộng đồng. Hà Nội tăng vọt ca mắc mới, với 29.578 F0 ghi nhận trong ngày. Tiếp đó là Bắc Ninh 8.355 ca, Nghệ An 7.579 ca, Hải Phòng 5.154 ca, Hưng Yên 3.904 ca, Phú Thọ 3.694 ca, Sơn La 3.559 ca, Nam Định 3.459 ca, Bình Dương 3.442 ca, Hải Dương 3.363 ca, Lạng Sơn 3.341 ca, Quảng Ninh 2.959 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 2.879 ca, Hòa Bình 2.877 ca, Vĩnh Phúc 2.794 ca, Tuyên Quang 2.741 ca, Bắc Giang 2.697 ca, Thái Nguyên 2.682 ca, Đắk Lắk 2.680 ca, Ninh Bình 2.460 ca, Hà Nam 2.396 ca, Thái Bình 2.270 ca, Hà Giang 2.212 ca, Bình Phước 2.202 ca, Yên Bái 2.178 ca, Quảng Bình 2.133 ca, Điện Biên 2.105 ca, Cao Bằng 2.018 ca, Đà Nẵng 1.972 ca, Lào Cai 1.955 ca, Cà Mau 1.903 ca, Bình Định 1.889 ca, Lai Châu 1.806 ca, Hòa Bình 1.485 ca, Phú Yên 1.296 ca, Thanh Hóa 1.280 ca, Bắc Cạn 1.150 ca, Bến Tre 1.071 ca, Lâm Đồng 925 ca, Quảng Trị 918 ca, Đắk Nông 884 ca, Hà Tĩnh 821 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 739 ca, Tây Ninh 617 ca, Quảng Ngãi 469 ca, Trà Vinh 456 ca, Bình Thuận 420 ca, Vĩnh Long 403 ca, Quảng Nam 354 ca, Thừa Thiên Huế 328 ca, Kon Tum 305 ca, Bạc Liêu 235 ca, Đồng Nai 212 ca, Long An 137 ca, Kiên Giang 121 ca, Cần Thơ 116 ca, An Giang 51 ca, Đồng Tháp 50 ca, Ninh Thuận 26 ca, Hậu Giang 14 ca, Tiền Giang 9 ca. Trong ngày, Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 26.349 ca và Sở Y tế Hòa Bình đăng ký bổ sung 33.695 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hà Nội tăng 4.564 ca, Hải Phòng tăng 4.556 ca, Bắc Ninh tăng 1.194 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 117.379 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 4.434.700 ca nhiễm, đứng thứ 21 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 137 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 44.893 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.427.225 ca, trong đó có 2.678.630 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 550.920 ca, Hà Nội 395.034 ca, Bình Dương 311.860 ca, Bắc Ninh 143.536 ca, Quảng Ninh 125.401 ca.
Về tình hình điều trị, trong ngày có 65.445 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.681.447 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.208 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.315 ca. Thở oxy qua mặt nạ 3.315 ca, thở oxy dòng cao HFNC 465 ca, thở máy không xâm lấn 108 ca, thở máy xâm lấn 312 ca, ECMO 8 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 5 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3, ghi nhận 87 ca tử vong. Tại Hà Nội 11 ca, Đắk Lắk 7 ca trong 2 ngày, Đà Nẵng 6 ca, Nghệ An 5 ca, Thái Nguyên 5 ca, Gia Lai 4 ca trong 2 ngày, Bình Thuận 3 ca, Đồng Nai 3 ca, Hải Dương 3 ca, Quảng Bình 3 ca, Quảng Ngãi 3 ca trong 2 ngày, Thanh Hóa 3 ca, Bắc Giang 2 ca, Bắc Ninh 2 ca, Đắk Nông 2 ca, Hà Giang 2 ca, Hà Nam 2 ca, Hải Phòng 2 ca, Lâm Đồng 2 ca, Phú Thọ 2 ca, Phú Yên 2 ca, Trà Vinh 2 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 1 ca, An Giang 1 ca, Bình Định 1 ca, Bình Dương 1 ca, Đồng Tháp 1 ca, Hòa Bình 1 ca, Lạng Sơn 1 ca, Nam Định 1 ca, Ninh Bình 1 ca, Thừa Thiên Huế 1 ca, Vĩnh Long 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 96 ca trong một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.813 ca, chiếm tỷ lệ 1% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 5 tháng 3, có 284.876 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 197.571.534 liều. Dịch bệnh leo thang, Hà Nội chục ngàn ca nhiễm mỗi ngày, y tế phường làm quần quật, sao nỡ trách họ. Kính thưa quý vị, liên tiếp trong nhiều tuần, Hà Nội là địa phương ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất cả nước với hơn chục nghìn ca nhiễm mỗi ngày. Cán bộ y tế cơ sở đảm nhận nhiệm vụ giám sát về chuyên môn, hỗ trợ bệnh nhân, chuyển tầng, theo dõi chăm sóc bệnh nhân tại nhà, hỗ trợ những bệnh nhân già yếu. Những ngày qua, ở một số nơi, F0 không liên lạc được với nhân viên y tế phường, người dân phải xếp hàng dài xin xác nhận F0, hết thời gian cách ly hoặc chưa được chuyển tầng kịp thời khi trở nặng. Theo bạn Minh Tú cho hay, y tế phường ở Hà Nội hoạt động chưa hiệu quả, rất nhiều người khai báo là F0 không được, thuốc men hay tư vấn cũng không có gì. Theo bạn Hoàng Nam Anh, tôi sốt 38,5 độ, ho, họng sưng, thi thoảng khó thở, hụt hơi, chóng mặt, miệng khô đắng. Tôi rất lo vì chưa liên lạc được để khai báo với trạm y tế. Nếu chuyển nặng, tôi rất lo vì một mình ở thủ đô, không biết sẽ liên lạc theo kênh nào để nhận được hỗ trợ. Bạn đọc Thanh Nga nhìn nhận, số F0 Hà Nội đang ngày một tăng và cao hơn số liệu thống kê, công bố rất nhiều, nên y tế địa phương cần phải thay đổi cách làm để tránh quá tải và quá sức. Một bạn đọc khác nhìn nhận, từ khi đại dịch bùng phát, cán bộ y tế đã phải gồng gánh một khối lượng công việc khổng lồ dẫn tới bị quá tải, chịu áp lực rất lớn. Theo bạn Đức Nguyễn nêu quan điểm, giờ số lượng người nhiễm ở Hà Nội quá lớn nên y tế phường dù đủ người cũng rơi vào quá tải. Chia sẻ về câu chuyện của mình, bạn Đức Long cho hay, đâu đâu cũng quá tải cả. Cơ quan tôi gần 200 nhân viên, giờ có được 30 người đi làm. May là công việc làm online được nhiều nên cũng không bị ngưng trệ. Chính vì thế, thời điểm này nhân viên y tế phường sẽ vô cùng vất vả. Tuy nhiên, việc bảo vệ sức khỏe của người dân cần phải đưa lên hàng đầu. Cơ quan chức năng cần nghĩ ra giải pháp phù hợp. Bạn Ngọc Huy thì cho rằng, mọi người khai báo trên phần mềm, giờ mà còn ra phường ngồi viết giấy nữa, chỉ khổ các bạn và tất cả các F0 khác. Người mắc COVID-19 khi khai báo với các trạm y tế sẽ được hướng dẫn khai báo trên phần mềm quản lý F0 điều trị tại nhà. F0 cập nhật thông tin sức khỏe trên phần mềm 2 ngày một lần để trạm y tế nắm được thông tin. Những diễn biến bất thường của F0 sẽ được cập nhật vào phần mềm để nhân viên y tế sẽ nắm bắt được. Khi có báo động đỏ, nhân viên y tế sẽ liên hệ chuyển viện. Một độc giả là người làm trong ngành y mong mọi người thông cảm bởi công việc của các nhân viên y tế phường vất vả, quá tải. F0 trở nặng có thể gọi tới trung tâm y tế ở phường hoặc trung tâm cấp cứu 115. Nếu vẫn không thể liên lạc được, người nhà có thể đưa bệnh nhân tới thẳng các bệnh viện trên địa bàn để cấp cứu. Theo độc giả Đặng Văn Cường cho hay, mình cũng từng nhiễm COVID-19, phải ra trung tâm y tế ở phường để nộp giấy tờ của F0. Lúc trước tôi cũng trách vì không được hỗ trợ nhiệt tình. Tuy nhiên, khi tận mắt nhìn nhiều nhân viên y tế, dù nhiễm bệnh vẫn làm việc, tôi rất cảm thông với các em, các cháu. Ngày cầm cả trăm đơn của các F0 rồi lấy mẫu, nhập dữ liệu, hướng dẫn, thật đáng khâm phục. Bạn có nickname Tuấn HN nêu quan điểm,
Đợt dịch như thế này, nhân viên y tế làm việc cực kỳ vất vả thì thành phố phải có phụ cấp dựa theo số lượng F0 mà các nhân viên phải phụ trách, cần tuyển thêm nhân lực tạm thời. Nhân viên y tế đã quá vất vả rồi, xin mọi người đừng trách móc. F0 đi làm trong thời gian cách ly, làm gì để không lây bệnh cho người khác? Kính thưa quý vị, theo Phó Giáo sư Trần Đắc Phu, F0 đi làm cần phải tuân thủ triệt để nguyên tắc 5K để không lây bệnh cho người khác. Nếu chủ quan, chỉ một F0 sẽ lây bệnh cho cả cơ quan xí nghiệp, dẫn đến thiếu hụt lao động. Trao đổi với chúng tôi, Phó Giáo sư Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho rằng, đề xuất cho F0 không triệu chứng đi làm hoàn toàn hợp lý trong điều kiện số ca mắc COVID-19 cao như hiện nay. Sau Tết Nguyên đán, ca F0 tăng cao vì các hoạt động được nới lỏng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quá lo lắng vì điều này, bởi dịch bệnh hiện nay vẫn kiểm soát được, số ca chuyển nặng không nhiều, tỷ lệ ca bệnh không triệu chứng lớn và đặc biệt là số người mắc bệnh dẫn đến tử vong ngày càng giảm so với trước đây. Tuy nhiên, theo tôi, chúng ta không nên chủ quan, chúng ta nới lỏng nhưng không được buông trôi dịch bệnh, bởi nếu để tỷ lệ mắc cao quá thì hệ thống y tế sẽ bị quá tải, dẫn đến không kiểm soát được dịch bệnh. Cụ thể, nếu nhiều người có bệnh nền, người già, người chưa được tiêm vaccine, mắc bệnh, chuyển nặng, trong khi hệ thống y tế quá tải thì những người cần sẽ không được can thiệp y tế, rất dễ dẫn đến tử vong. Tôi cho rằng, nhận thức ai rồi cũng sẽ trở thành F0 là hoàn toàn sai lầm, bởi dù được tiêm vaccine đầy đủ, khi mắc bệnh, không phải ai cũng không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Trong khi đó, vẫn có những trường hợp dù đã được tiêm vaccine nhưng khi mắc bệnh, bệnh chuyển nặng, diễn biến nhanh dẫn đến tử vong. Ngoài ra, việc thành F0 còn là trở thành nguồn lây bệnh cho người khác, đặc biệt là lây cho những người bị bệnh nền, người già, đối tượng chưa được tiêm vaccine. Nếu ai rồi cũng sẽ trở thành F0 thì số người mắc bệnh cao quá, rất dễ đến việc dịch bệnh bùng phát không kiểm soát được. Điều này gây quá tải hệ thống y tế, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Đặc biệt, vẫn có nhiều trường hợp F0 khỏi rồi lại tái nhiễm, dù chúng ta chưa biết được tỷ lệ tái nhiễm là bao nhiêu. Bên cạnh đó, nhiều F0 còn gặp phải tình trạng hậu COVID-19. Vậy nên tuyệt đối không được chủ quan, buông trôi dịch bệnh. Đề xuất này hoàn toàn hợp lý trong điều kiện số ca mắc COVID-19 cao như hiện nay. Có nhiều F0 không có triệu chứng nên họ vẫn có thể làm việc online hoặc đến chỗ làm việc với một số ngành nghề, vị trí công việc cụ thể. Điều này phụ thuộc vào đặc thù lao động của từng cơ quan xí nghiệp chứ không phải F0 nào cũng có thể đi làm. Tuy nhiên, với F0 đi làm cần phải áp dụng triệt để các biện pháp phòng bệnh, thông điệp 5K để không lây lan cho người khác. Bởi nếu chủ quan, chỉ một F0 có thể lây bệnh, làm cả cơ quan trở thành F0 sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt lao động. Với người bệnh phải thường xuyên theo dõi sức khỏe của mình, việc này cũng cần thống nhất giữa các cơ quan doanh nghiệp với F0. Trước sau gì thì COVID-19 cũng trở thành một bệnh truyền nhiễm đặc hữu như cúm, nhưng hiện tại thì chưa thể coi đây là bệnh đặc hữu vì chưa đánh giá hết được rủi ro của COVID-19. Hơn nữa, biến thể Omicron lây lan rất nhanh, nếu thả nổi, không có kiểm soát thì nguy hiểm, nhất là ở một số địa phương tỷ lệ tiêm vaccine chưa cao, cũng như hệ thống y tế cơ sở chưa chuẩn bị kịp để đáp ứng với khả năng thu dung, điều trị cho trường hợp nặng. Để coi COVID-19 là bệnh đặc hữu, cần có các yếu tố như độ ổn định ca nhiễm, khả năng miễn dịch cộng đồng, gồm miễn dịch tự nhiên và độ bao phủ vaccine, tỷ lệ ca tử vong, khả năng đáp ứng y tế và nguy cơ tác động nguy hiểm tới sức khỏe, đời sống xã hội. Ở thời điểm hiện tại, COVID-19 vẫn có nguy cơ gây quá tải hệ thống y tế, do vậy vẫn chưa thể xem đây là bệnh truyền nhiễm thông thường.